À, 4B bằng A nhé. Rồi. Rồi. 4D từ chạy từ C cho tới X. Rồi. Rồi ta thực hiện chạy lại xem sao. Em chạy cái input bài này bài multitest mà em chạy thử n bằng 6 xem nó có ra hay không. Bài bài multitest nhưng mà ta giải quyết với một test trước đã. N bằng 6 chạy chương trình. Xem nó ra hay không. Rồi, như thế là ok rồi. Nhá, như vậy là bài này của Tâm đã ok. Như vậy tư tưởng thuật toán của cái bài toán trên rồi, cảm ơn Tâm. Tâm chụp màn hình gửi vào trong nhóm Zalo giúp thầy. Vậy thì ta có rằng là ta duyệt qua tất cả các giá trị, lưu ý rằng các phần tử ở đây nó có xảy ra dấu bằng, do đó ta sẽ for các vòng như trên để đưa ra. Làm như trên thì ta đã thực hiện giải quyết bài toán một cách rất gọn nhẹ. Mà bằng chỉ bằng cách for các vòng đấy, thầy paste ảnh bài làm của bạn Tâm vào. Rồi ta tui nhanh nhé. Bài toán này là bài toán mức 1 để giúp cho các bạn đề bảng đề phát biểu như thế nào thì ta làm như thế đấy, được chưa? Các bạn đã nhìn thấy code bài làm rồi chứ? Rồi. Rồi, cảm ơn Tâm. Bây giờ mời một bạn khác chia sẻ nào, mời bạn Tân nào. Đấy, lúc đấy em quên chưa quan sát kỹ vào thuật toán nên bây giờ em đang đi gõ ạ. Đó là một câu chuyện buồn. À. Chúc Tân may mắn lần sau. Các bạn thấy rằng cái bài toán này thì ta về bản chất của nó, ta sẽ thực hiện cái việc đó là duyệt qua tất cả các giá trị nằm trong phạm vi, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì đưa nó ra. Mở rộng bài toán cho số nguyên dương x, đếm số cách phân tích số x thành tổng của bốn số nguyên tố. Nhá. Vậy thì ta là for a, for b, for c, nếu x bằng a cộng b cộng c cộng d và a là số nguyên tố, b là số nguyên tố, c là số nguyên tố và d là số nguyên tố thì ta tăng biến đếm lên đấy. Hoặc là người ta yêu cầu là trong các hãy đưa ra một cách phân tích chẳng hạn đấy. Vậy thì ta đã giải quyết xong được cái bài toán trên rồi. Bây giờ các bạn quay sang cái bài toán thứ hai, bài này thầy đã từng giảng một lần. Hôm nay ta đi hơi nhanh một chút nhé, bởi vì ta đến những cái thời điểm này ta phải hệ thống lại. Một số bạn đã được giải quyết bài toán này rồi. Bài toán hãy liệt kê các ước nguyên tố của n. Ví dụ thầy cho số n bằng 26. Thì khi đó n chia hết cho những số nào? Xin mời các bạn gõ vào cửa sổ chat giúp thầy. À, thầy quên, thầy stop cái video.